Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bản Sắc Dân Tộc Vợ Chồng nha. Tại mình đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Đây là khu bán ẩm thực này. Đây là khu bán thắng cố này, phở thắng cố, cả nói chung là những cái đồ ăn ăn nhanh ăn sáng ấy các bạn ạ. Mình sẽ đi lướt qua một vòng thắng cố đây như thế nào các bạn nhé. Đây là thắng cố. Chị cho đây là thắng cố à chị? Đây là thắng cố rồi. Gà, thịt, thịt lợn với gà. Ở đây phở mình thấy là toàn lợn với gà các bạn ạ, ít khi là nó có thịt bò. Đây xuôi là thấy có thịt bò. Cô cháu hỏi đây là nồi thắng cố à? Vâng, à, đây, chào thắng cố à, dân tộc Bắc Hà. Đây là bằng ngựa à? Đóng 30 năm đấy cô Hương. Đây là trâu, đây là ngựa. Thắng cố à, đây là thắng cố trâu à? Đây là thắng cố trâu, đây là ngựa. Đây là lợn rừng. Lòng thịt gà hết. Cái thắng cố này là trong nó gồm những thành phần gì ở trong ba chỉ con... lòng gà, gan tai má lưỡi để đuổi mới gọi là thắng cố. 10 thứ gia giả thập cẩm ở trong con ngựa. Tí một lúc sau mình sẽ quay lại mình thưởng thức nha các bạn nhé. Vua này khá là đông các bạn ạ, để toàn phở, thắng cố nhiều. Vua này đàn toàn phở này. Có lẽ gian cái chỗ bên này cuối này là bán thắng cố nhiều nhất này các bạn này. Vua này thắng cố bán nhiều nhất. Vua này thấy toàn thắng cố ngựa. Ok, lướt qua một vòng. Tí nữa quay lại thưởng thức sau. Đây là thắng cố ngựa hay là trâu ấy? Ngựa. Ở cả bên này nữa. Đây cũng là thắng cố. Anh cho em hỏi đây là thắng cố à? Thắng cố ngựa. Bên này nữa các bạn. Cô ơi, đây là thằng cố gì đấy ạ? Ngựa trâu. Cái này mình bán kiểu như nào? Bán theo bát à? Bát cũng được, còn hơi lẩu. Ăn ngựa cũng có, mà ăn bát. Bên này là ngựa cô? Bên này ngựa này, trâu này. Một bát kia là khoảng bao tiền hả cô ơi? 100.000. Anh em mình ngồi đây đi nhỉ, cạnh. Ngồi đây đi. Cái này ăn mình có gì kèm theo không? Ăn phở cũng có, ăn cơm có. Đâu có nghĩa là ăn thắng cố mà. Ăn kèm thì phải ăn lẩu mới có rau cứ kèm vào. À thế à. Nồi lẩu là bao tiền hả cô? Mình ăn bát đi nhỉ. Một bát tôi kia là 100 à? Châu. Ăn bát nổi. Hả?
bát đi. Đã anh em ăn một bát thức trâu. Thì gần ngựa Hàn là trâu ngon hơn hay ngựa ngon hơn cơ nhỉ? Bên này cũng cổ nhà cô hết à? À, nhà khác à? Em ăn gì xinh rồi. Bị quen à? Không quen gì. Cho cháu một bát đi. Bát cháu ăn ngựa đi. Ăn ngựa đi, ăn ngựa đi nhỉ. Cứ lấy cháu một bát trước xong là mình thiếu mình ăn tiếp, à, lấy tiếp. Cái này bình sáng từ bán từ mấy giờ cô? Bán từ lúc 5 giờ rồi. Từ mờ sáng đã bán rồi đúng không? Ở trong này là gồm như cô cái gì nhiều nhỉ? Hàng cố nữa ấy. Đây á. Đó. Đây cái giấy thì toàn hàng cố rồi. Nhưng mà có nghĩa là trong cái thành phần ở trong cái chảo này ấy. À có ba chỉ với lại nội tạng không? Nội tạng của con lợn đúng không? À con ngựa. Nội tạng của con ngựa. Để con xả. Đây anh em đi vào đây ngồi. Bây giờ hai anh em mình sẽ thưởng thức nha các bạn nhé. Mình gọi một bát trước xong nếu mà ăn còn thiếu mình sẽ lấy thêm. Một bát này cũng khá nhiều đấy nhờ anh nhờ. Cả tí mình ăn theo chắc ăn thêm bát phở nữa. Đây là nước chấm chanh. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn nha. Cái trong cái bát này thì có rau răm này, xả này, thì nhiều rau răm với xả với cả hình như là thế, chỉ rau răm với xả thôi. Mình sẽ thử một miếng đấy. Nước chấm này chắc khá là cay. Wow. Xin mời các bạn nhé. Mềm. Okay, thế bạn cho thêm nó một món cay nữa để cho thêm. Vâng, hơi cho không phải. Chấm nước là hơi cay cay, khá cay đấy, hơi mùi xả. Thế miếng là sao? Béo 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 ngậy. Mình cảm giác là kiểu như là cái này là kiểu như là cái chỗ chân đấy phải không? Cái này có nhiều có chỗ kiểu như chân sâu dưới gần gần của nó. Đúng không? Vua này khá là đông các bạn ạ, đây toàn phở, thằng phố nhiều. Vua này toàn này phở này. Khá là đông, bây giờ tầm 10 giờ các bạn ạ, tầm 10 giờ sáng, đông lắm, bây giờ vẫn ăn đông lắm. Lúc sáng mình lướt qua một vòng cũng thấy đông. Nhưng mà chỉ kiểu như chưa bà con ăn nhiều đông hơn sao. Tại lúc sáng là ở đây là hay kiểu như ăn ở nhà ấy các bạn ạ. Ăn nhà xong đi ra chợ ấy. Xin kính chào toàn thể bà con. Ngày hôm nay Bidulac Bắc Hà tổ chức chương trình tri ân khách hàng giảm giá 10% đối với tất cả các sản phẩm tại sân khấu. Chỉ lướt qua một vòng giới thiệu các bạn biết là những cái dãy bán đồ ăn sáng, đồ ăn cố, phở này. Các bạn nhìn thấy đâu vậy? Đây là lợn.
trắng lợn rồi